Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay Xuân Phái sẽ biểu diễn món bánh tiết canh vịt. Đây là một đôi vịt 4 cân chuẩn bị lên thớt. Này, các thủ này do tiết canh đánh lâu quá nên phải làm nhân trước. Đánh không được tự tin cho lắm nên là phải làm nhân trước anh em ạ. Anh em chuẩn bị chờ màn đánh tiết canh đỉnh cao nhá. Làm nhân trước trong này có gì anh? Nhân nhân thơm đã không nó cho nó mỗi lòng mề à? Lòng mề đó. Lòng mề đảo không trước để mình cắt tiết cái là mình đánh tiết canh luôn, ăn tiết không canh phải trước chờ được. vịt ăn sẵn. Đây, trong tiết canh vịt phải có hành nướng nha, hành nướng rất thơm luôn, cho hành nướng này. Hành nướng kèm theo nhân này rất là thơm. À, món hành nướng thì còn có sả này, húng này, sau mùi tàu này, lá này, lá chanh này, loại rau đặc biệt luôn. Món này món gọi là món trên này cây húng liều, thúng cố hay dùng để nấu thúng cố này, quá thơm, cực kỳ là thơm luôn. Đấy, công tác chuẩn bị đánh tiết canh vịt. Rất tỉ mẩn. Ngoài này còn thanh niên đang thái hoa chuối này. Món này món phụ thôi. Hoa chuối nhúng này. Xa xa bên kia còn có thanh niên đang nhặt rau nữa chứ. Đây còn công tác chuẩn bị còn thanh niên nhặt rau nữa đây này. Bây giờ. Bằng rất đỉnh. Mỏng dính luôn. Tiết canh này kỳ công lắm. Mọi thứ đều phải băm nhỏ. Sau đấy đảo đều với cả lòng mề trước. Thơm. Lá chanh này, rau húng này, lá thắng cố này. Thắng cố này nhìn giống hệt cây hẹ nhưng mà không phải, mùi vị nó khác. Bình thường là dùng hay trên miền núi là dùng nấu thắng cố này. Cây bình thường những món hầm hay là món hầm như sốt vang cho vào rất thơm. Đây là dùng nước mắm để hãm tiết cho tầm khoảng 3 thìa nước mắm mặn. Để lấy được tiết tươi đẹp phải cắt vào nách. Pha đây. Do cắt tiết nó là nhạy cảm nên mình không quay vào. Chỉ quay lúc đánh tiết canh thôi. Có mỗi cái món tiết canh mình không đam mê mình không biết làm thôi. Mình sẽ chuẩn bị nhân sẵn, khi mà cắt tiết xong thì sẽ hòa và đánh luôn vào nhân. Khai cắt không độc tay. Anh cắt không độc tay. Độc tay không chết á? Đánh tiếp đĩa thứ hai. Sôi rồi.
Hả? À, ngoài. Cho ngoài, đừng. Đấy, cứ chờ, đứng, đứng, chờ đứng, tí là nó sẽ đông ngay. Động mà nó nong chân ấy. Nào đứng dậy cái nha. Công đoạn tiết canh đã xong, bây giờ anh em chuyển sang mổ. Chuẩn bị hai em này sẽ làm món vịt om sấu. Vịt này làm được rất nhiều món. Chao vịt này, vịt quay này. Hôm nay anh em quyết định làm món vịt om sấu. Vịt da chết ạ. Kèm theo món tiết canh đỉnh cao. Tiết phục chặt vịt không trượt phát nào. Tiếp theo là tiết mục om sấu. Anh cường này, xả này, cho vào đảo đều lên. Đó, săn thịt. Cho thêm miếng quả sấu. Đây, sau khi đã đảo vịt cho nó săn thì mình sẽ thêm nước và nước này, sau đó om thôi, vung om thôi. Rồi mình kết thúc video tại đây.